Trong buổi lễ khai trường Ngọc Viễn Đông online hôm nay, nhà trường vui mừng chào đón ca sĩ Hồ Việt Trung, cha đỡ đầu của hai học sinh Quốc Linh và Quỳnh Nhi, quán quân tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3. Đề nghị chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt hơn nữa để chào đón tiết mục đầu tiên của Quốc Linh và Quỳnh Nhi với bài hát mang tên Tuổi Học Trò. Xin mời quý vị thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.